13 này. Hello, chào cô chú anh chị các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ của tôi em nha. Thì hiện tại em cũng có mặt cửa hàng xe máy của anh Dương Honda nha quý anh chị ha. Đây, chuyên cầm đồ, cầm những dòng xe máy và hôm nay thanh lý lại số lượng cũng khá là nhiều nha quý anh chị ơi. Đợt này thì chị cũng có giảm giá mạnh cho quý anh chị mình luôn. Đó, cho quý anh chị mình những dòng xe đi làm nè và xe đi chơi nè, rất là nhiều dòng khác nhau nha quý anh chị. Để chỉ cửa hàng 927A, tỉnh lộ 43. Khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đấy. Và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình ha. Quý anh chị mình ở xa thì mình cứ liên hệ số điện thoại để được tư vấn mua xe nha quý anh chị. Thì đây mình sẽ gặp chị chủ cửa hàng để giới thiệu những dòng xe mới thanh lý ra. Đó, quay chi tiết rõ ràng cho quý anh chị mình luôn. Rồi. Chào chị. Dạ vâng. Chào tất cả mọi người đang qua trên kênh Mỹ Mô Tô nhé. Bữa nay thì đầu clip thì mình cửa hàng cũng thay mặt cửa hàng này cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ cửa hàng xe máy Vương Honda trong suốt thời gian qua. Thì bữa nay thì cũng hỗ trợ cái mùa dịch với lại để tri ân khách hàng á. Đúng rồi. Thì cửa hàng cũng giảm giá với lại hỗ trợ ship xe miễn ship cho cô chú anh chị các tỉnh miền Tây hoặc là thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Với lại bên em cũng miền Tây luôn hả chị? Dạ vâng. Với lại cũng tặng quà nhớt rồi là bảo hiểm đầy đủ. Đó. Bữa nay em cũng xin giới thiệu với cửa hàng, bữa nay cũng về cũng rất là nhiều xe đó. SH cũng có mà Winner rồi là Satia rồi Rider này kia là đầy đủ. Hình như là trong đó nhiều. Em thấy là chiếc có chiếc mô tô luôn quý chị ơi. Mô tô phân khối là 200cc luôn nha. Rồi, đầu tiên thì cho em xem cái chiếc ở ngoài này trước đây, vừa mới rửa xong luôn nè. Chiếc này thì quay mới thanh lý ra quay Alpha lúc bạc nha. Biển số là 51X87745 nha. Xe này thì máy còn zin nhá. Máy là còn zin, cái niềng này nó hơi xét xét do để cầm đồ sau nhà mưa á. Nó xét xét chứ. Cái máy thì em bao êm nhá. Mới rửa xong á. Hơi ướt một xíu. Cái niềng thì hơi xét xét một xíu do em để nước mưa á. Để em nổ máy. Chưa có mình. Do để lâu á mình xăng nó hơi chưa có xuống đều, chưa xuống đều xăng lắm. Máy là zin đấy. Quay em pha nha quý chị ơi. Đó, máy còn thì thầm luôn đấy. Còn chị xuống mua giá cái này đâu nha chị? Cái này 11.500.000 nha. 11.500.000 nha cô chú anh chị nha. Đó, biển là thành phố luôn anh chị ơi, dòng xe đi rất là bền nha. Vâng, cái dòng xe Honda này cô chú chị hỏi nhiều lắm này mà em không có, bữa nay thanh lý rồi à. Có một chiếc duy nhất hả chị? Dạ vâng, có một chiếc duy nhất rồi. Rồi, qua đây thì mô tô mini kìa, giống như Ducati đó. Đây là Zoeway 125 số 70 Tây Ninh này. Chiếc này 13.500.000 là có gì em bớt cho cô chú chị 500 nha, là còn 13.000.000 nha. Dạ. Mùa dịch em hỗ trợ đó. Hỗ trợ một dịch em giảm giá đi một chút. Xe này cực kỳ là zin nha. Rồi qua đây thì 135 này sao chị? Chiếc này thì em ăn đi ạ. Chiếc này đi anh. Còn đây ha. 135 cái này 2011 này. Giá là có 14.500.000 thôi. Biển số là 65 Cần Thơ nhá. Cái đầu này là không gì em thay về đồ zin luôn nhá. Dạ. Yeah. Tại vì em mua đồ mà chưa có kịp làm á. Đăng ký là 2011 á. Có lên cái gấp này luôn nè. Dạ thì rồi thì bắt đầu từ ở bên kia đây chị, mình sẽ báo giá từ từ nhà vô ấy quý chị ơi. Qua đây thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một chiếc ô tô nha quý anh chị. Chiếc Civic. Chiếc này là đời 2009 nè quý anh chị ơi. Hôm nay thì cửa hàng giảm cho quý anh chị mình 2 triệu luôn. Đó, thì như clip trước thì em cũng có báo cho quý anh chị mình là chiếc này là 90 triệu đúng không? Đó, hôm nay thì chỉ còn 88 triệu thôi quý anh chị.
đó quý anh chị mình có nhu cầu thì mình cứ nhanh liên hệ số điện thoại để được sở hữu em ô tô này nha, Sibat 2009, xe còn rất đẹp đó. Thì kế tiếp thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình những dòng xe đi làm nè, giá rất là rẻ luôn nha. Dạ, em còn mấy chiếc Jeep Trung Quốc nè, chiếc này là biển số 38 này, giá là 2.800.000 nhá, 3 triệu là còn 2.800.000 nhá. Dạ. Nó chưa nổ máy đâu, có gì em sẽ nổ máy cho cô chú anh chị nhá. Ở trước cái bên là 2.800.000 này là còn 2.500.000 nhá. Dạ. Biển số 60 Đồng Nai này. Đó, chiếc này là về mình đi làm với làm công trình là bỏ đâu cũng không sợ mất, tại vì nó rẻ tiền. Đó, chiếc này thì em cũng đang dọn chưa. Chiếc này thì có 1.500.000 thôi. 1.500.000 quý anh chị ơi. Em đang dọn đó. Đấy. Chiếc cái bên đây là 4 triệu là còn 3.800.000 nha. 3.800.000. 3.800.000 biển số 60 Đồng Nai, cái này là cúp 81 nha. Còn chiếc này là vẫn 8 triệu nha. 8 triệu biển số 37 Nghệ An này. Dạ. Xe này là xe là còn zin nhá. Đấy, những dòng xe ở đây thì rất là lâu nha quý anh chị ơi. Dạ đúng rồi. Rồi con này còn mới. Cúp này là có đề nhá. Cúp 81 này là cũng có đề luôn nha, dọn lại rồi nha. Biển số 60 Đồng Nai này. Chiếc này giá 7.200.000 nhá. Rồi cô chú anh chị xuống mua thì em đã bán 7 triệu luôn. Đó là một cái em hỗ trợ thì giảm cho cô chú anh chị nhá. Có những quay Trung Quốc không chị? Đây là chiếc xe răng nhưng mà mấy chiếc này em bán rồi anh ơi. À bán rồi. Bán rồi. Trung Hoa ha. Đây còn cái quay chiếc này thì 6.200.000 nhá. 6.200.000 quay rồi RX nhá. Biển số 67 An Giang này. Máy là em rồi nhá. Rồi tiếp theo là chiếc WF đăng ký 2013 nhé. Biển số 36 Thanh Hóa này. Cái này là 9.500.000 là giảm 500 là còn 9 triệu nhé. Còn dạ. 9 triệu ạ. Đây. Cái này 10 triệu giảm 500 là còn 9.500.000 nhé. Biển số 79 Khánh Hòa nhé. Tại vì cái này em có dọn lại cái đầu á, dập lại cái đầu. Nên em bán 9.500.000 nhé. Xe là em bao máy zin nhá, đầu nồi zin luôn. Đấy, do mùa dịch nha quý chị, do mùa dịch thì chị cũng đeo khẩu trang ha, quý chị thông cảm ha. Dạ vâng, cô chú anh chị thông cảm nhá, em đeo khẩu trang thì hơi bất tiện một chút nhưng mà có thì rồi. Mùa dịch á, hai gia thì cẩn thận một chút. Chiếc này là hai gia te này, hai gia te biển 36 Thanh Hóa này, chiếc này là cũng máy còn zin nhá, 125 phân khối này, ở giá là cũng 5.500.000 thôi. Hai gia te nhá, của Suzuki Nhật. Cái này giá sáng luôn quý chị ơi. Giá là cực kỳ là rẻ luôn á. Rồi tiếp theo đây là Noda FE nhá, không phun xăng điện tử nhá. Dòng này rất là gọn gọn này. Các cô các em là đi học hay là cô đi chợ ấy, là đi rất là nhỏ gọn nhá. Nó nhẹ nhá. Biển số là 76 Quảng Ngãi nhá. Giá là 10.500.000 thôi. Phun xăng điện tử nhá, đợi xăng lắm á. Yeah. Rồi tiếp theo là chiếc Mio Classico nhá. Xe này đăng ký 2011 nhá. Biển số 59 P116935. Ở trên này em báo giá là 10.500.000 là có giảm 500 là còn 10 triệu nhá. Okay. Máy là cực kỳ êm mà bao zin cho cô chú anh chị nhá. Trên này em bảo hành 1 năm đó. Tại vì xe trên 10 triệu là em bảo hành 1 năm hết. Còn xe dưới 10 triệu là bảo hành cho cô chú anh chị 6 tháng nhá. Dạ. Yeah. Bên em là cô chú anh chị mà mua xe thì em sẽ bao đổi trong vòng 1 tuần nhá. Cô chú anh chị mua xe mà không đi mà cũng ưng á thì ra mình có thể đổi không có mất tiền nhá. Rồi tiếp theo là chiếc cũng Classico nhá. Biển số 61R27307. Chiếc này đăng ký 2010 nhá. Xe này máy em cũng bao zin luôn nhá. Giá là 8.500.000 nhá. Em sẽ bọc lại cái yên này nhá, nó bị rách. Tiếp theo là chiếc Luvian, chiếc này máy cũng bao em nhá. Máy là bao em, biển số 59D2 06715 biển số thành phố nha cô chú anh chị nha. Giá là 8 triệu là giảm 500 là còn 7.500.000 nhá. Đấy. Đó. Xe rất là gọn luôn chị ơi, nhỏ gọn luôn. Bên đây cũng còn một chiếc nè. Đây cũng Luvian mà FI nhá. 13.500 là mùa dịch thì em giảm 500 đi. 500 là còn 13 triệu, xe biển số 61 Bình Dương nhá, 61G1 43458 nhá. Full xăng điện tử cực kỳ lời xăng nhá. Dòng này là 125 phân khối rồi. Đó, giá chiếc này là còn 13 triệu đấy nhá. Dạ. Vâng, em giảm 500 là còn 13 triệu. Đó. Đây là WF 100 nhá. Chiếc này là WF 100. Xe là còn đẹp nhá. Máy móc này em bao zin nhá. Biển số là 64H6 8264, biển số là Vĩnh Long nhá.
Xe này của em giá này 9 triệu thôi nha cô chú anh chị nha. 9 triệu đồng nha. Đây. Của hãng Honda thì xe rất là bền nha quý anh chị. Ok. Rồi, vô đây thì có một chiếc mô tô của anh chị ơi. Vâng. Phân khối là 200cc nhá. Cái này là Mazda Mustang. Đó, Mustang 200 phân khối nha. 200 phân khối. Biển số 59A310368. Cái này là có cái bộ khung chính cũ nha, cô chú anh chị nha. Dạ. Xe là máy móc là em bao zin, xe là hoàn toàn liền lạc nha. Rồi, ok chị nổ máy em này cho quý anh chị mình nghe thử cái tiếng phân khối 200 như thế nào nha quý anh chị. Để em nổ máy nha. Dữ dằn chưa quý chị ơi. Cực kỳ là mạnh lắm. Quá mạnh luôn. Rồi, ok. Giá cái này là nhiêu chị? À, cái này em giới giá là 45 triệu. Có gì em giảm cho cô chú anh chị 1 triệu luôn đi. Là 44 triệu nhé. 44 triệu. Vâng, xe đăng ký là 2016 đó. Dạ. Pulsar 200 nha quý anh chị. Rồi. À đây thì cũng còn một chiếc đây là Raider FE. Raider FE ạ. Raider FE xe đăng ký 2019. À, Raider chị. Vâng, Raider ạ. Biển số là 64K1 27213 nha, xe là biển số Vĩnh Long nha cô chú anh chị nhá. Raider có lên đầu đèn sa chia nha quý anh chị ơi. Ờ lên đầu đèn sa chia này. À. Đuôi cũng sa chia luôn. Rồi. Giá nhiêu chị? À, giá chiếc này thì 32 triệu đi ạ. 32 triệu rồi. Đây là Raider FE nhá. Rồi. Còn Raider Sunker thì nó sẽ rẻ hơn. Đây thì nhá. Cũng còn một em mô tô nữa nè, của hãng Honda vâng. Nha. Đây là chiếc Fortune 125 của Honda nha cô chú anh chị nhá. Xe Nhật nhá. Biển số 54H17237 nhá. À, giá chiếc này thì 19 triệu đó nhưng mà thôi dịch thì em sẽ hỗ trợ là sẽ bớt 500 đi, 18 triệu 500 nha cô chú anh chị nhá. 18 triệu 500 là có chiếc mô tô Fortune 125 phân khối. Rồi. Vâng, em còn một chiếc Satia. Satia 2000 đăng ký 2019 nha. Biển số 29 Hà Nội nhá. Em có hỗ trợ rút hồ sơ nha. Xe này máy là em bao zin nha. Áo là hoàn toàn đẹp nha. Giá chiếc này thì có 34 triệu nhá. 34 triệu. Dạ. Yeah. Rồi ok nha. Rồi tiếp theo là ba chiếc Winx luôn. Winx còn khá nhiều nha. Thế này thì biển số Kiên Giang nhá, 68E1 43200. Này đăng ký là 2019 nhá. Xe là hoàn toàn liên lạc mà nói chung là em chưa có làm chi hết á, xe còn nguyên đó. Giá bên em là 29 triệu 500 thế này đi. 29 triệu 500. Có gì yeah. Em sẽ bớt 500 cho cô chú anh chị nhá. Ok. Vâng. Rồi, tiếp theo luôn chị. Còn tiếp theo là cũng Winner X nhưng mà khóa là AB, thắng là ABS nha. À, ABS luôn. Rồi, thắng ABS. Biển số 15 Hải Phòng nhá. Cái này em cũng hỗ trợ rút hồ sơ luôn nhá. Nếu mà cô chú anh chị ở xa, em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ. Giá trên này thì báo giá là 31 triệu 500 đi. 31 triệu 500 nha cô chú anh chị nhá. Xe là chạy 12 ngàn nhá. Bên đấy 150 phân khối nha. Máy cực kỳ là dữ dằn nha. Xe là còn đẹp keng nhá. Chưa có làm một cái gì hết nha. Chưa có làm gì luôn ạ. Rồi tiếp theo là chiếc Winx. Cái này thì có độ bên ngoài nhá. Độ bên ngoài nhá. Máy móc thì chưa có làm gì nhá. Máy móc thì chưa có đụng chạm gì nhá. Gắp này thì có lên nhá. Lên gắp rồi lên mâm này. Có độ cái dàn áo ngoài nhá. Đó. Giá trên này thì 27 triệu là em sẽ giảm 1 triệu đi. Em giảm 1 triệu là còn 26 triệu nha cô chú anh chị nhá. Giảm 1 triệu luôn. Dạ, à, 26 thôi. Xe đăng ký 2019 luôn đấy ạ. Dạ. Tiếp theo thì còn là 135, à. F 135 nha. Đó, 135 nha. Xe này đăng ký 2013 nhá. Chỉ độ mấy cái ốc bên ngoài thôi nhá. Ốc kiểu bên ngoài thôi. Chứ máy thì còn zin nhá. Máy zin, đầu nồi zin. Em đổ máy thế này nhá. Xe máy nó cũng khá cứng nha chị ơi. À.
biển số 59J1389001 nhé. Trên này thì em báo giá là 17.500.000, là mất 500 là còn 17 triệu nhé. 17 triệu. À. Cheater 135, 17 triệu anh chị ơi. Xe này đăng ký 2013 nha cô chú anh chị nhé. Rồi, còn lô H150. H150 này. Trên này thì có rất đầu nhá, máy thì em bao zin lên căm này. Biển số 36 Thanh Hóa nhá. Giá trước này thì chốc giá này không có giảm được nữa là 19 triệu nhá. 19 triệu cho cô chú anh chị nhá. Có gì em sẽ thay cho cô chú anh chị cái cảng này. Với lại bằng lại con này có lên bô độ luôn nè. Lên cái bô nữa nha. Ô, cái này hết bình luôn. Ừ. Có gì cô chú anh chị xuống em sẽ bỏ bình nhá. Đó, máy thì em bao zin rồi đó. Và tiếp theo là chiếc cũng hẹn 150 nhá. Biển số 71 Bến Tre nhá. Xe này là đăng ký là 2016 nhá. Tháng 11 2016. Có bộ công chứng nhá. Có gì em sẽ ký ủy quyền về cô chú anh chị nhá. Tại vì công chứng về cửa hàng nhá. Giá chiếc này là 24.500 nhá. Rồi, tiếp theo là chiếc 150 đăng ký 2018 nhá. Xe này cũng hoàn toàn liên lạc máy zin nhá. Áo cũng chưa có đậm chút gì luôn nhá. Biển số là 84 Trà Vinh nhá. 84E1-36539 nhá. Chiếc này còn rất đẹp nha anh chị ơi. Rồi, chiếc này đẹp lắm. Em nổ máy nó xe là chạy 29.000 nhá. Hơi yếu bình. Thôi yếu bình thôi, nhưng mà em bao luôn là cô chú anh chị là em với lại zin nhá. Rồi tiếp theo là chiếc 150 luôn nhá. Chiếc này thì hồ sơ là cầm tay nhá. Xe là đăng ký 2015-16. Hồ sơ cầm tay nhá, chiếc này là 24.500 nha. Em cũng bao là zin nhá. Em cũng bao zin cho cô chú anh chị nhá. Rồi chiếc này cũng F 150 này. Chiếc này là đăng ký là 2018 nha. Mẫu mới nhá, mẫu mới đó. Xe là cực kỳ đẹp nhá. Rồi giá trước này thì 30 triệu là mất 500. Mất 500 là còn 29.500 nhá. Xe là em cũng bao zin luôn nhá. Em coi cái ô đô nó nhiêu rồi. Ô đô là 20.000 nhá. Còn số sao? Còn số luôn kìa. Còn số. Sát quá em không có rồi. Nhả số được. Ok. Vâng, trên này là còn 29.500 nhá. Dạ. Bên em là có hỗ trợ trả góp nha cô chú anh chị nhá. Có gì mình chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc là hộ khẩu, chứng minh là mình có thể mua xe trả góp được nhá. Với lại quan trọng nữa là không, mình không có nợ xấu nhá, trả trễ nữa. Là mình sẽ mua trả góp được nhá cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cũng F150 luôn, biển số 71 Bến Tre nhé, 71B250602. Chiếc này cũng đăng ký 2015-16 đây. Giá chiếc này thì có 23.500. 23.500 xe này còn hoàn toàn liên lạc nhé. Xe còn lắp đồ cho inox còn nhiều nhé. Xe này cũng liền nhé. Liền nhé, không có chảy xước gì mấy đâu nhé. Còn đẹp nhé, chưa rửa luôn đó. Đây cũng một chiếc 150 nữa nhé, biển số 74 Quảng Trị nhé. Xe này cũng hoàn toàn liên lạc nhé, máy cũng bao zin luôn. Giá trên này là 23 triệu này. 23 triệu rồi, cô chú anh chị xuống mua thì em bớt một xíu nữa tiền xăng nhé. Dạ, yeah, ok. Đây còn ba chiếc 135 đây. 135 trên này thì còn trùng keo nhé, nhưng mà hơi bể một xíu cái này. Có gì một xíu nữa em sẽ thay cái đuôi đèn này luôn, tại vì nó hơi bể một xíu này. Rồi, nhưng mà xe đằng trước thì cũng còn đều xe nhé, chảy xước theo 5 tháng nhé. Biển số 66 Đồng Tháp nhé, 66G1-17607 nhé. Xe đăng ký 2014. Giá trước này thì 18 triệu thì em sẽ bớt 500 cho cô chú anh chị nhé. Em sẽ giảm 500 là còn 17.500 ạ. Dạ. Rồi tiếp theo là chiếc cũng Ad Center 135. Chiếc này cũng đăng ký 2014 nhé. Lên đồng hồ điện tử nhé. Xe này em cũng bao zin mà em thì thầm luôn á. Do nó hết bình thôi. Thôi được rồi này. Chiếc này đã lắm nha. Giá là 21 triệu nha, xe biển số thành phố nha. Cái này ở Gò Vấp nha. 59C2-08059 nha, biển số rất là đẹp nha. Rồi, ok.
Giá thế này thì 21 triệu 500 là giảm 500 là còn 21 triệu nha cô chú. Rồi tiếp theo cũng 135 này. Chiếc này thì có 15 triệu thôi nhá. Xe đăng ký 2011 cô chú anh chị nhá. Dạ. Cái số 72 Vũng Tàu nhá. Xe em cũng bao zin luôn. Cô chú anh chị muốn quay xe chi tiết thì cứ alo trực tiếp cho bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo nhá. Hoặc gọi điện trực tiếp qua Zalo em sẽ quay trực tiếp cho cô chú anh chị coi nhá. Đấy, đi. Rồi giờ vô trong mình xem những cái dòng tay ga nha quý anh chị. Đó, rất là nhiều mẫu khác nhau luôn. Giá cả thì cũng rẻ nha. Rồi, đầu tiên thì SH nè quý chị ơi. Đầu tiên em giới thiệu chiếc SH Việt nha. Lên SH Việt là 2015 nhá. Yeah. Lên áo Ý 2010 nè. Xe này em cũng bao máy móc zin nhá. Cực kỳ là đẹp nha. Máy là khỏi về trên luôn. Tí em nổ máy cho cô chú anh chị coi rồi em đọc cái biển số. Cái này 150 hay 25 chị? Mỗi này là 150 hay là 125 hết? 150. 150 đó anh. À đây, 150 nè quý anh chị. Dạ, 150 nha. Cái này lên áo Ý. Rồi. Áo Ý 2010 chứ xe là 2015 nhá. Dạ. Xe 2015. Biển số là 59C2 92017 nhá. Cái chìa khóa nó nhỉ, nổ máy. Chờ em nổ máy luôn nhá, nổ máy luôn. Rồi, chị lấy chìa khóa để nổ máy cho quý anh chị mình nghe nha. 2 chìa luôn. 2 chìa luôn à. Em thì thầm luôn nhá, em bao là bao máy zin luôn á. Giá trên này có 62 triệu thôi à. Dạ. Cực kỳ là rẻ nhá, vừa tiền nhá. 62 triệu quý anh chị ha. 62 triệu thôi ạ. À. Có chiếc SH rồi nhá. Rồi, tiếp theo là chiếc này là xe của bà chị đang đi đó mà gia đình cũng như kẹt tiền á. Dạ. Nên thanh lý, em thanh lý dùm nhá. Chiếc này là ngay chủ nhá, bà chị đang đi mà đứng tên thôi. Xe là cực kỳ là đẹp luôn á. Thắng này, anh quay cái thắng này. Xe đi ít lắm. Còn mới lắm. Xe mới luôn. Cực kỳ là mới luôn nhá. Xe này là đăng ký 2019 rồi. Đẹp lắm. Cái này Odo cũng để em coi. Đấy, biển 59 luôn ha. Xe mới quá. Xe còn đẹp lắm. Xe mới chạy có 13.000 thôi nha cô chú anh chị nha. Cực kỳ là mới luôn á. Mình mua về mình xài. 150 nha quý anh chị ơi. Cực kỳ là tiết kiệm tiền luôn nhá, lợi cho mình nhá. Mới nó là 140 mấy triệu đó. Dạ. Mà mình mua như vậy thì có 105 triệu thôi nhá. Xe là cực kỳ đẹp nhá. Rồi ok. Đẹp lắm luôn á. Tiếp theo thì cái số thành phố nhá. Thì em sẽ ký giấy luôn cho cô chú anh chị nha. Là xe ngay chủ mà. Rồi tiếp theo là chiếc Vision nhá. Vision khóa Smart Key nhá. Xe đăng ký 2019 nhá. Này là em báo giá 27 triệu là mất 500 cho cô chú anh chị là còn 26 triệu 500 nhá. Biển số 68T1 48080 nhá. Xe biển số Kiên Giang nhá. Cực kỳ là đẹp luôn á. Xe này áo còn rất là mới quý anh chị ơi. Xe là hoàn toàn đẹp nhá, chưa có hề dọn lại cái gì đâu nhá. Đó. Chứ nào mà có làm máy hay là dọn lại là em cũng báo luôn nhá, tại vì nhiều khi cô chú anh chị ở xa đó. Mình không thể xuống coi được á, thì nhiều khi mà mua xe ship xe đấy em sẽ báo chi tiết như vậy. Ở đây chiếc Vision cũng 2019 khóa Smart Key nhá. Biển số 14 nhá, Quảng Ninh. 14B161383 nhá. Xe em cũng bao là xe zin mà hoàn toàn liền lạc nhá. Chiếc này thì chạy được có 8.000 nhá. Xe mới chạy được có 8.000 nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đăng ký là 2019 nhá. Giá cũng 27 triệu là mất 500 còn 26 triệu 500 ạ. Dạ. Rồi, đây qua chiếc đây này thì bỏ qua đi anh. Bỏ qua đi anh. Dạ. Rồi. Chiếc này thì cũng 2019 nha, đăng ký 2019 khóa Smart Key nha. Biển số là 66F1 69202 nhá. Xe đăng ký 2019 nhá. Xe này thì chạy được 8.000 nhá. Cũng 8.000 luôn nhá. Bên em là không có tua không tô mét đâu, có sao em để vậy nhá. Xe thanh lý ra đấy ạ. Giá trên này cũng 27 triệu là mất 500 là còn 26 triệu 500 cô chú anh chị nhá. Xe là cực kỳ đẹp nhá. Đó, đợt này thì nghĩ dòng xe còn nhá. Giảm rất là mạnh nha anh chị ơi. Dạ vâng. Rồi, tới đây là gì? Đây là chiếc Janus nha. Janus này đăng ký 2018 nha.
Cái này là cũng cầm đồ mà thanh lý ra luôn đấy, ngay chủ. Biển số 74K1-04842 nhá. Xe là biển số Quảng Trị nhá. Giá chiếc này thì 16 triệu nhá. 16 triệu thôi ạ. Dạ. Ra nốt 16 okay. triệu. Có gì cô chú anh chị xuống coi thì em bớt tiền xăng cho cô chú anh chị nhá. Còn tiếp theo cũng ra nốt chiếc này thì em cũng bao là zin nhá. Bao máy zin, áo thì có dọn lại nhá, có dặm lại nhá. Chẳng đọc kinh luôn anh chị ha. 78H133619 nhá. Biển số Phú Yên nhá. Dạ. Giá chiếc này thì 17 triệu 500. Em giảm 500 thì còn 17 triệu đi. Vâng, xe là đăng ký 2018 nhá. Ra nốt là đăng ký 2018 hết á. Và chiếc này cũng vậy luôn, 2018 luôn. Xe cũng dặm chút lại nhá, dặm chút lại nhưng mà máy em bao zin nhá. Biển số 68H110017 nhá. Giá chiếc này cũng 17 triệu 500 rồi giảm 500 là còn 17 triệu nhá. Rồi cái này cũng hết bình rồi. Có gì chiếc nào xe màu rất là trắng luôn anh chị ơi. Đây tiếp theo chiếc Vario nha. Rồi. Vario 150 nha. Xe 150 nha. Biển số 61G166259. Chiếc này là đăng ký là 2019 nha cô chú chị nha. Quá là smart key nha. Rồi giá chiếc này thì 39 triệu 500. Cô chú anh chị mà xuống mua thì em sẽ giảm 500 nhé. Là 39 triệu nhé. Dạ. Xe này hoàn toàn đẹp nhé, liền lạc nhé. Chưa xe nào cũng giảm hết quý chị ơi. Vâng. Rồi em thấy là chiếc Taiga này lạ lạ quá chị. Cái này là Emosi của Suzuki đó. Dạ. Yeah. Suzuki nhá, dòng này là 125 phân khối nhá. Của Suzuki Nhật đấy cô chú anh chị nhá. Dòng này chạy rất là mạnh nhá. Nó chạy dòng này cao cấp hơn là Hayate nhá. Biển số 73G113877 nhá. Xe này là biển số Quảng Bình nhá cô chú anh chị nhá. Dạ. Yeah. Cái này là đăng ký 2015. Cái đăng ký 2015. Giá trên này thì 13 triệu đi, em bán giá 13 triệu nhé. Ok. Dòng này bền lắm đó, đi cực kỳ bền đá lắm á. 125 mà chạy mạnh lắm. Hãng Suzuki ha. Cái con rất là bự nhá, để đồ tiện lắm. Có hai cái hộp của đằng trước nữa. Rồi tiếp theo là chiếc Novo 5 nhá. Novo 5. Đó, đăng ký 2012 nhá. Giá trước này thì 12 triệu 500 đi. Xe này em bao là còn liền lạc vào máy zin nhá. Biển số 59X1-21778 nhá. Biển số thành phố nhá, cái này ở quận nhất của chú anh chị nhá. Đó, máy em cũng bao zin. Đó, em nổ máy luôn nhá. Máy là em thì thầm nha cô chú anh chị nhá. Bấm phát mà nổ máy liền nha anh chị ơi. Ok. Rồi qua đây là AB vậy ơi. AB còn khá là nhiều dòng nha, nhiều mẫu nè. AB 2010 đây. Dạ. Bữa cô chú anh chị hỏi cái dòng AB 2010 rất là nhiều nhá. Ở trên này thì biển số 59X1-7374 nhá. Xe này thì em chưa có dọn dẹp đến đâu nhá. Máy này em bao zin, hoàn toàn liền lạc nha. Dạ. Giá là 16 triệu 500 là em giảm 500 là còn 16 triệu nhá. Xe là đăng ký 2010 đó. Đấy, 16 triệu. AB nha anh chị ha. Em đến. Máy là em thì thầm luôn nhá. Đấy. Rồi. Ok ha. Rồi qua đây cũng còn một chiếc AB Thái hả chị? Vâng, AB Thái. AB Thái là đăng ký là 2009 nhá. Có FI rồi nhá. Biển số 54G29395 nhá. Thế này là xe là em cũng bao là máy gì là áo này kia là hoàn toàn liền lạc nhá. Xe là chưa có đụng chạm gì đâu nhá. Đề nó sẹt sẹt nhưng mà khi mà lên ga thì rất là êm nhá. Đó là cái dòng đặc trưng của cái dòng AB Thái đó. Ga nhẹ quý chị ơi, rất là nhẹ luôn. Hơi chật một chút em vô, hơi chật chứ. Không có nổ máy lắm. Còn trên này là 45 triệu là em giảm 1 triệu, còn 44 triệu nhá. Dạ. Có gì cô chú anh chị xuống coi thì em sẽ bớt cho tiền xăng và bớt lọc lá gì đó nha. Rồi bỏ qua chiếc này đi anh. Rồi, tiếp theo là chiếc này đi anh. Anh ơi, chiếc này đi. Chiếc này khách cọc tiền rồi chưa? À, chiếc này cọc quá hả chị? Vâng. Rồi, cho qua. Sáng khách mới lấy được á. Vâng, chiếc này là chiếc AB này đăng ký là 2016 nha. Xe là còn đẹp nha, còn khá là đẹp nha. Máy thì em bao zin nhá, máy móc thì em bao zin. Biển số 83P2-56279 nhá. Chiếc này là xe biển số Sóc Trăng nhá. Đăng ký là 2016 đấy, giá là có 26 triệu thôi nhá. 26 triệu cực kỳ rẻ đấy, bằng chiếc
bữa có khách kia là đây tôi là chiếc AB 2013-14 mà giá cũng 25 triệu rồi đó. Mà em bán chiếc này 2016, xe cực kỳ là đẹp luôn mà giá cũng 26 triệu mà đây 2016. Cực kỳ đẹp nha. Đấy, ok. Chiếc này là chiếc AB cũng đăng ký 2016 nhé. Chiếc này thì biển số thành phố nhá, biển số Bình Thạnh nhá. 59S2-49288, xe này là công chứng ủy quyền về cửa hàng rồi nhá. Cô chú anh chị mua thì xuống em sẽ công chứng ủy quyền lại miễn phí nhá. Giá trên này thì 27.500.000 là giảm 500 rồi còn 27 triệu nhá. Đấy. Cực kỳ là đẹp nhá. Dòng xe nào đợt này cũng giảm luôn quý chị ơi. Rồi, trong đó thì còn những cái dòng như là xe số rồi quý chị hen. Quay nè, Sirius nè. À, có cả Acelo luôn quý chị ơi. Vô đây thì mình sẽ cập nhật giá tiếp nha quý chị ha. Đây là chiếc đây. Bữa có một cặp Sirius gì? Jupiter FI mà khách lấy mất rồi ha. Đây còn chiếc Sirius FI. Xe này đăng ký 2019 nhá, còn đẹp nhá. Xe còn đẹp keng luôn á, chưa có rửa gì đâu nhá. Dạ. Yeah. Rửa lên nó đẹp lắm á. Bánh tăm thắng đĩa nhá. Biển số là 69D1-42209. Đăng ký là 2019 nhá, xe vẫn auto nó nhiều rồi. Cái này mới có 4.000 à. 4.000. Xe còn đẹp ha. Đó, đẹp keng luôn á. Rồi, giá là có 14.500.000 mà xe đăng ký 2019 nhá. Dạ. Yeah. FI không gì anh. Cực kỳ là thì thầm luôn á, êm lắm. Áo nó còn mới lắm nha. Ok. Đó. Rồi. Sơn 3D này. Sơn tem luôn á, sơn tem 3D luôn. Rồi tiếp theo là chiếc AB 2010. Chiếc này thì em mới dọn lại áo nhá, đẹp rồi nhá. Dọn lại áo, dọn lại cái lốc máy luôn. Máy thì em bao zin nhá. Biển số 54L60575. Chiếc này biển số quận 8 nha, biển số thành phố này ạ. Giá thì cũng 16 triệu 500, mất 500 đi. Giảm 500 là còn 16 triệu nha cô chú chị. Dạ. Ok nha anh chị. Để em chiếc này em mở máy coi. Nó rung rung cái này đâu nhá. Nó rung rung cái này chiếc máy là thì thầm đâu nhá. Đó, em không nổ máy nữa nhưng mà rất là êm nha, không có nghe tiếng máy đâu. Rồi, ở đây thì Acelo Taycan. Dòng này là 125cc nhá. Cái này của Suzuki nhá, Suzuki Nhật đấy ạ. Biển số là 59X1-41884 nhá. Xe này cũng hoàn toàn liền lạc nhá. Giá trên này thì bên em bán 10 triệu 500 đi. 10 triệu 500, xe đăng ký là 2014 nhá. Có giảm lại áo nhá, giảm lại áo cho nó đẹp. Tại vì theo năm tháng nó mở, nó phai màu á, em giảm lại được đấy ạ. Rồi đẹp rồi. Rồi tiếp theo là chiếc Elegant 50. Xe này dành cho cô chú anh chị mà kiểu như không có bằng lái á, không cần bằng lái. Đi học hoặc đi những người mà lớn tuổi á, cô chú anh chị lớn tuổi á. Là đi chiếc này là hợp lý này. Xe đăng ký là 2020 nhá. Biển số 68NA05582 nhá. Giá chiếc này thì bữa nay này còn 11 triệu đi. Dạ. Yeah. 11 triệu vào. 11 triệu nha cô chú thì nha, xe là em bao là zin nhá. Đẹp lắm á. Màu này là màu đen và mờ nhá, đen nhám đấy. 50cc quý anh chị. 50cc. Rồi, qua đây thì quay. Và quay Alpha đây. Quay Alpha đăng ký là 2017 nhá. Chiếc này là 13 triệu 500 là giảm 500 là còn 13 triệu nhá. Đó. Biển số là 93 Bình Phước nha. 93P2 20196 nhé. 13 triệu cho cô chú anh chị nhé. Ở chiếc xe trước này cũng đăng ký 2017 này. Biển số 64 Vĩnh Long nhé. 64P1 29857 nhé. Chiếc này là cũng giảm 500 rồi còn 13 triệu nhé. Xe còn khá mới anh chị ơi. Lốc đen luôn. Xe này đi rất là em bền. Em cũng bao zin luôn nhé. Dạ. Xe là rồi. Hoàn toàn liên lạc nhé. Chưa có bên đây thì còn mấy chiếc màu đen nữa nè. Chiếc này là quen pha đăng ký 2015. Xe cũng bao zin nhé, đầu nồi chưa rớt đâu nhé, máy là bao zin nhé. Biển số 59D2-12645 nhé, biển số thành phố nhé. Chiếc này 12 triệu 500 là giảm 500 còn 12 triệu nhé. Có gì cô chú anh chị xuống mua thì em sẽ giảm thêm chút nữa. Dạ, rồi. Rồi tiếp theo cũng quen pha nhé, đăng ký 2017-18 nhé. Biển số 50G1-21104 nhé. Chiếc này là biển số thành phố nha cô chú chị nhé. Giá là
12.700.000 đi. 12.700. Ở trước cái bên này cũng 2017 nha. 2017-18 gì đó. Được. 2018 nha. Cái này là 13.500, em cũng giảm 500 đi. Là còn 13 triệu nhá. Xe cũng hoàn toàn liên lạc, biển số là 37 Nghệ An nhé. 37V1 54412 nhé. Rồi, đây thì xe gút xe cơ. Cũng xe đút nha. Xe đút đăng ký là 2016 này. Cái này là áo nó hơi súng một chút. Hơi chảy chảy á. Biển số 93E1-14132 nhé. Biển số Bình Phước nha. Giá chiếc này bên em 12 triệu là còn giảm 500 đi. Còn 11.500 nha. 11.500 nha cô chú chị nhá. Dạ. Cái này nó hơi kêu cái cò đó. Hơi kêu cái cò xíu, có gì em sẽ bao chỉnh cò nhá. Em sẽ rồi. Bao chỉnh cò nhưng mà giá nó không thay đổi nha. Rồi tiếp theo là chiếc Sirius RC. Sirius RC nha, 2010 2011 nha. Biển số 83 Sóc Trăng nha. 83P1 36589 nha. Ở trên này có lên cái mâm nhá. Lên mâm nhá. Máy thì em bao zin chưa có làm nhá. Giá thì 10 triệu là giảm 500 rồi, còn 9 triệu rưỡi. 9 dạ. triệu 500 rồi. Đấy. Này cũng còn FI nữa. Trên này đăng ký 2015 nhá. Trên này thì có bữa kêu cam còn em chỉnh lại rồi nhá. Bánh mâm thắng đĩa nhá. Xe biển số 59X1 60428 nhá. Biển số thành phố nhá. Cô chú nhá. Ở trên này thì em báo giá 10 triệu 500 đi. 10 triệu 500. Rồi tiếp theo là một cặp quay và lắc này. Cái này thì biển số 68B1-30144. Biển số Kiên Giang nhé. Đăng ký là 2017. Cái này em giảm hết mức rồi, còn 10 triệu 500. 10 triệu 500 một chiếc. Bên đây cũng 10 triệu 500 này. Biển số 61B1-85026. Cũng đăng ký 2017 luôn nhé. Xe máy móc này em cũng bao zin. Đồ trên xe là còn hoàn toàn liền lạc nhé. Hơi chè một xíu thôi. Tại vì xe mình đi rồi mà. Đấy. Đúng 10 triệu 500 luôn. Hãng Honda nha anh chị. Đi rất là bền ha. Dòng của Honda bền lắm. Ok. Đi làm chạy nó. Nói chung là chạy một thời gian rồi mình bán lại cũng sợ. Trong đó thì cũng còn những dòng tay ga anh chị ơi. Khá là nhiều dòng luôn nè. Nhiều mẫu khác nhau luôn. Đó thì giờ mình sẽ vô trong cập nhật giá tiếp ha. Anh chị mình cứ từ từ tham khảo nha. Đây. Vision đầu tiên. Rồi Vision đây. Vision này đăng ký 2012-13 nhé. Trên này là em 13 triệu 500. Có gì cô chú anh chị xuống mua thì em sẽ bớt tiền xăng nhé. Yeah. Số 61B1 26990 nhé. Máy móc thì cũng bao zin cho cô chú anh chị nhá. Đó. Giá là còn 13 triệu 500. 13 triệu 500 nhé. Vision. Rồi, tiếp theo. Áo là còn zin á, chứ có làm gì đâu. Tiếp theo là chiếc Lít. Lít này đăng ký 2013 nhá. Xe là có dặm chút lại áo nha. Máy thì em bao zin. Biển số 71 Bến Tre nha. 71C4-11019 nha. Trên này là còn 19 triệu nha. Dạ. Dòng này FI phun xăng điện tử đấy, lợi xăng lắm. Rất là tiện luôn, cốp bự này. Bên để đồ, bên để xăng là cực kỳ tiện luôn. Rồi đây cũng chiếc SCR nhá. SCR. Đăng ký là 2008 nha. Để số là 59V1-14903 nha. Trên này giá 8 triệu 500 nha. 8 triệu 500, có gì cô chú chỉ xuống này. Em sẽ mất tiền xăng nhé. Đó. Máy là hoàn toàn êm nhé. Máy này em bao zin luôn. Dòng này của Honda nhé. Tiết kiệm xăng lắm đó. Bền lắm. Rồi tiếp theo cũng Ly. Chứ này chiếc Ly Lít đấy. Biển số 60 Đồng Nai nhé. Chứ này thì 9 triệu 500 đi. Em bán giá 9 triệu 500. Máy móc thì em bao zin. Áo thì có dặm chút lại nhé. Giờ nó đẹp rồi ha. Dạ. Đen bóng luôn anh chị ha. Vâng. 9 triệu 500 thôi ạ. Sở hữu một chiếc Ly. Cực kỳ là bền. Phun xăng điện tử nhá. Dòng này là phun xăng rồi nhá. Rồi đây cũng là chiếc Ly này. FI phun xăng điện tử nhá. Cũng dặm chút lại áo nhá. Tại vì cái đời này á, không thể nào mà tránh khỏi được cái màu nó xuống với lại chảy nhá. Em dặm lại cho đẹp luôn á. Biển số 72 Vũng Tàu nhá. Giá có 9 triệu 500 rồi nhá. Dạ. Đó là giá bớt rồi đó. Bên đây là chiếc SCR nhá. Chiếc này là chưa phun xăng nha. Cái cốp rất là bự luôn đó. Để đồ thoải mái. Đi làm công trình này kia tiện lắm. Biển số 52X3-4923 nhá. Chiếc này biển số thành phố nhá. Giá chiếc này là 8 triệu 500 nha. Máy móc thì em cũng bao zin và bao êm luôn nhá. Đấy. Tay ga của anh chị.
Rồi, bên đây luôn chị. Còn chiếc này cũng SCR nhé, SCR. Chiếc này thì giá có 5.500.000 à. Biển số là thành phố luôn nhé, 52X41712 nhé, có 5.500.000 thôi nhé. 5.500.000 à. Còn chiếc này máy nó hơi kêu hơn chiếc này. Vàng áo nó có phai mờ theo năm tháng không chị ơi? Nó hơi nứt nứt một xíu xíu, nên giá nó sẽ rẻ hơn nhé. Rồi. Qua đây còn 2 GT còn nhiều đấy nè. 2 GT còn 4 chiếc. Có chiếc có 4.500.000 thôi à? Chiếc dạ. Chiếc này này 4.200.000 chứ. 4.200.000 mấy chị, chiếc này 4.200.000. Suzuki Nhật nhá, 125 phân khối. Chiếc này là biển ở đâu chị? Biển số thành phố nhá, 59X137176 nhá. Dạ, yeah. Rồi, chiếc bên đây là sao chị? Chiếc này thì 5.500.000 à. Biển số 65 Cần Thơ nhá, 65U16510. Nói chung là cái dòng tay ga mà nó vừa vừa tiền thì mình để đâu cũng được. Đâu tiếc, mất cũng không tiếc, ít tiền. Rồi, còn hai em cuối đi cùng. Đi làm thì kia tiện lắm. Vâng, chiếc này thì cũng có 4.500.000 thôi này. Biển số 93P1 35901 nhá, Honda T nhá. Đó. Đây cũng thế nhá, chiếc này 5.500.000 nhá. Có gì em sẽ bớt tiền xăng nha cô chú chị nhá. Chiếc này biển số Đồng Nai này. Dòng này là bền lắm. Honda T đời này rất là bền nhá. Đời này là 208 nhá. Tất cả đều là 208 hết. Giá có 4 triệu mấy, quá rẻ luôn. Bằng cái Trung Quốc thôi à. Đó, vô trong đó cũng còn cái tay ga luôn. À. AB đầu bò đúng không chị? Attila kìa. SH luôn. SH nữa. À, bên đây thì bán rồi nhé. Dạ. Cái này thì để đang dọn lại. Cái này là rồi. Bán rồi. Đây, Attila Elizabeth nha. Dòng này là phun xăng điện tử thôi nhé. Dạ. Phun xăng điện tử thôi nhé. À, trên này thì giá là 7.500.000 nha. 7.500.000. Cô chú chị nha. Xe màu khá là sáng, rất là đẹp nha. Vâng. Cái này biển số là 68 Kiên Giang nha. 68T1036737 nhá. Cái này máy êm lắm. Có 7.500.000 thôi à. Phun xăng điện tử FI nhá. Lợi xăng nhá. Đấy, ok anh chị ha. Máy êm nha. Xe rất đẹp, khá đẹp luôn. Chứ bên đây còn rẻ tiền hơn nữa này, cũng phun xăng này. Cái áo nó hơi xấu một xíu. Coi nó có... Cái đèn sau thì nó bị sơn một xíu nha. Hơi bể một xíu. Bể nhỏ nhỏ thôi. Thế này thì 6.500.000 nha. Dạ. Này FI nha, có FI nha. FI luôn. Vâng, FI luôn. 6.500.000 mà. Một xíu nữa là hơi bể một xíu mà bên xi nhan bên đây nữa nha. Cái này có chảy nha. Giá nó có 6.500.000 thôi. Phun xăng điện tử. Biển số 93P1B103789 nha. Cái này chưa bỏ bình thôi. Hay là rồi, hết bình rồi. Tiếp 6.500.000 à, rẻ ha. Hai em AB đầu bò. AB đầu bò nhá. Giá là 12 triệu một chiếc nha. Biển số 60 Đồng Nai này, máy móc em cũng bao zin. Áo cũng còn nguyên zin nhá. Chiếc này bên đây cũng 12 triệu này, biển số 18 Nam Định nhá. Máy móc em cũng bao zin luôn nhá. AB đầu bò nhá. Xe đăng ký 2011-12 đó. Có phun xăng điện tử nhá. Dòng này là phun xăng điện tử nhá. Lại xăng cực kỳ luôn. Đây em còn chiếc SH này. SH150 nhá. Xe này 2005 nhá. Lên áo 2/10 á. Biển số 29 Hà Nội nhá. Xe máy móc mình cũng còn zin nhá. Lên khóa sẽ mắc cây rồi nhá. SH là gì hay là ý vậy? SH Ý ạ. Ý. SH Ý. À. SH Ý 2/5 lên áo Ý luôn. Nguyên bản Ý luôn nha anh chị. Giá nhiêu chị? Giá chiếc này thì do em cầm 100 triệu đó. Nhưng mà giờ không biết là thương lượng thì có gì cô chú anh chị cần thì có gì alo cho bên em nhé. Dạ. Cứ alo trực tiếp cho bên em, có số điện thoại 0962280917 nhé. Hoặc là 0979190937 nhé. Dạ, bên chiếc này thì chị đó. Cầm 100 triệu đó chị. Dạ, đúng rồi, em cầm 100 triệu đó. Cầm lỗ tay á, cầm dạ. Cầm đi quen đó anh. Đấy. Dạ, có gì cô chú anh chị mua ủng hộ thì có gì em sẽ bớt nhé. Có bớt nha. Dạ. Bớt nữa là lỗ luôn á chị. Bớt lỗ luôn, chịu lỗ luôn. Vâng, chịu lỗ luôn. Rồi. Chiếc Đề Lăng 150 nhá. Bữa chiếc bên đây thì 125 này, chiếc bên đây là 150 phân khối nha. Cái này mình về mình lên SH á. Dạ. Là hợp lý này. Biển số 51F91881 nha. Giá chiếc này thì cũng
Nhiều đấy, 10 triệu 500 đi. Dạ. 10 triệu 500 nhá. Để em coi xem có nổ máy. Anh lên keo giùm em ấy. Cái này dán keo nè, quý chị, lột ra. Keo chùm ấy nha. Keo chùm nó lột ra màu đỏ nhá. Xem màu đỏ. Xe còn khá cứng luôn anh chị nha. Rồi. Hơi vọng nồi một xíu nha. Hơi vọng nồi một xíu có thể mình chỉ được nha. Rồi, con cuối cùng là giá sao chị? Thế này thì 125 này, thế này thì có 9 triệu thôi nha. 9 triệu thôi. Xe này có dọn lại áo này nha. Để số 37 Nghệ An nhá. 125 nha. Chứ bên đây là 150, chứ bên đây là 125 này. Đó, giá có 9 triệu đồng thôi nha cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi có gì ok anh chị ơi. Cô chú anh chị xuống ủng hộ cửa hàng em nha. Rồi, quý anh chị nào có nhu cầu những dòng xe nãy giờ em với chị chủ ở đây báo giá của anh chị rất là nhiều loại khác nhau luôn. Dạ. Đó. Có gì cô chú anh chị quan tâm ủng hộ cửa hàng thì cứ alo trực tiếp nhé. Dạ hoặc dạ. Xuống trực tiếp cửa hàng nhé. Có gì em sẽ bớt tiền xăng rồi cho cô chú anh chị nha. Dạ. Dạ, chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Ok, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, quý anh chị xem kênh thấy hay cho em một like và đừng quên đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ em có động lực làm thật nhiều video hay cho quý anh chị mình xem những dòng xe nha quý anh chị ha. Đó, thì cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.